Chào tất cả anh em, lại tiếp tục giới thiệu với anh em về cái mẫu rìu trẻ củi chuyên nghiệp của Mỹ, cây Husky. Đây là cái mẫu 3,2 kg. Dòng này là cái dòng thiết kế chuyên dụng đó anh em, ta trẻ những cái củi lớn như thế này nè. À, đây là những cái củi thông dụng anh em, ta đang trẻ vô đây. Những cây này là khá to để làm cho cái này chuyên nghiệp. Thì hôm nay mình cũng sẽ làm cái bài test để anh em biết về chất lượng của cây Husky nè. Thì thiết kế cái cây Husky này thì anh em để ý một chỗ này là cái lưỡi của nó là chuyên dụng để trẻ củi nha anh em, cho nên anh em thấy hai góc chữ V này nó rất là cao. Mục đích của nó là để nó tách cái những cái thớ gỗ to như thế này, này. Đó, thường thường thì những cái cây của Nhật Bãi có nhiều cây thì cùng lắm nặng 2,5 kg rồi, cùng dòng Mỹ thì nó nặng hơn. Cái này thì nó cũng không quá nặng mà nó cũng quá nhẹ, đối với những anh em nào mà từ 55 60 65 kg là cầm rất là đồng, trên 70 kg thì nhìn nó cũng gọn vừa tay. Cán thì thiết kế cán cong không có, rất là dễ cầm nắm nha anh em, chống vuột, cán nhựa lõi sợi thủy tinh chống gãy. Thôi bây giờ nói thì cũng nhiều rồi, cái gì nó cũng vào thực tế thì nó xác thực hơn. Bây giờ mình test thì trẻ những cái gỗ lớn cỡ 20 25 30 đó nè anh em, coi thử xem là nó trẻ cái ngon không nhé, để quảng cáo nhiều rồi tế cũng hay. Rồi, vô. Thấy chưa? Góc 20 đó. Đây góc cũng 30 nè. Có mắt luôn nha anh em. Mắt thì nó tất nhiên là nó sẽ trẻ nó lâu hơn. Tại vì nó có mắt nó sẽ dài, nó khó tất hơn. Mình cứ thử luôn. Rất là ngon, rất khỏe, chứ không phải là đơn giản như nó đâu. Đó, gốc cỡ 30 phân là anh em muốn một cái là tức liền, còn đối với những gốc có mắt thì anh em trẻ nó hơi lâu chút. Rất là khỏe. Nhìn xem kỹ ha, trẻ rất là nhẹ nhàng đó. Nó là nhiều anh em nói cây này nó nhẹ nhưng mà mình thấy là nó rất là đồng tay đó, 3,2 kg là vừa tay vừa Việt Nam. Khá bên góc ra mắt thì hơi lâu chút nha này. Nói chung là mình chỉ review thôi nên là mình không có làm kỹ lắm, cứ thử như cái góc mà bình thường ha. 20 phần là anh em đọc chung là mình làm review nên là có những cái mình làm nó cũng chưa chuyên nghiệp như những anh em trẻ củi, nhưng mà thực tế thì chúng mình thì cây là trẻ khá ổn. Thì mà lần trước á, thì cũng thông báo với anh em giá cũng là 600.000 chi phí vận chuyển một cây. Thì đợt này kinh tế khó khăn quá nên là anh em làm có tiền, mình cũng đồng hành với anh em là bán giảm nhẹ lên là 600.000 chi phí vận chuyển một cây. Thì cây này trước bán 700 nữa nè. Rồi, anh em nào quan tâm cái Husky thì liên hệ. Rồi, xin kết thúc video tại đây.